Trên mạng xã hội mấy nay có rất là nhiều tranh cãi về việc cầm 5.000 đi mua thịt. Nên là hôm nay mình sẽ làm một cái video cầm 5.000 đi mua thịt cho cả lò nhà mình ăn. Xem cô bán thịt phản ứng như nào nhá. Let's go. Đu theo trend mâm cơm 5.000, thanh niên cầm tờ 5.000 mua thịt bị chửi không kịp vuốt mặt. Mới đây mạng xã hội đã được một phen dậy sóng về trường hợp người phụ nữ làm mâm cơm 5 người ăn chỉ có giá 10.000 đồng gây choáng. Và không dừng lại ở đó, người này còn tuyên bố có thể chế biến một bữa ăn với công thức đi chợ dùng 5.000 đồng mua thịt mà không bị người bán dè biểu và cho ra bữa cơm 5.000 đồng cho 5 người. Cùng với những tranh cãi xung quanh của cư dân mạng về vụ việc trên, một thanh niên đã tự nguyện mang 5.000 đồng đi chợ mua thịt rồi quay clip để chứng minh cho mọi người thấy việc sử dụng số tiền ít ỏi để mua thực phẩm trong thời buổi giá cả leo thang như hiện nay gần như là không thể. Thế nhưng, đời không như mấy clip trên tấp tấp, nam thanh niên bị các cô hàng chợ giáo huấn cho một trận không kịp lau mồ hôi. Nhưng mà bây giờ làm gì có ai bán 5.000 thịt bây giờ? Tao 150.000 mà cắt thịt để bỏ ra mua 5.000 thịt. 5.000 anh người ta thèm bán không hả? Chưa đến người ta không thèm bán thịt. Vậy là vụt cũng được. Người ta mua cho bèo nó số, người ta mua 20.000 thịt đấy à? Thế 5.000 không bán hả? Không, mang 5.000 về. Nói cho cảm ơn nhá. Cơ khẩu mua 5.000 thịt. 5.000 thịt không ai người ta bán. Thời buổi làm bây giờ mua 5.000 thịt. Cái đoạn mấy đoạn vụ này thịt cũng được không ai người ta bán. Nó không bán á. Ừ, giờ thịt cứ đắt rồi, 15.000 là một lạng, ai người ta bán 5.000. 5.000 thì chỉ mang về mua sau cũng không được, sau người ta người nhìn một mớ. Mặc dù nhận được nhiều lời mỉa mai, thậm chí là xua đuổi từ những người bán hàng, tuy nhiên đoạn clip cuối của người thanh niên vẫn nhận được một cái gật đầu từ một chị bán hàng tốt bụng. Cho em mua 5.000 đồng thịt ra sạc được không? 5.000 thịt ra có được chín lắm em ạ. Bây giờ chị bán 14.000 một lạng. Và 5 lạng thì chỉ được một tí thôi. Ít thì em ăn ít vậy nhé. Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng. Đa số đều công nhận người thanh niên trong clip đã rất dũng cảm khi mang số tiền ít ỏi đó đi chợ trong thời buổi bão giá như hiện nay. Một số bình luận của dân mạng để lại: chưa học hết lý thuyết mà đòi thực hành, dũng cảm đấy thanh niên, quả thật đáng khen. Gặp sáng sớm ra mở hàng kiểu này thì họ chửi còn may á, có khi sẵn dao họ phan luôn ấy chứ. 10 điểm về độ dũng cảm thanh niên dám cầm 5.000 đồng đi mua thịt. Các cô cuối bán hàng yêu thế nhờ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.